Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài. Alleluia. Alleluia. Lạy Cha là Chúa trên trời đâu, con xin lời khen Cha vì Cha đã mang cái mộng nhiệm nơi trời cho những kẻ bé mòn. Alleluia. Chúa cùng anh chị em và ở cùng Cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Chương 12 câu 54 đến câu 59. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông rằng: khi các ngươi thấy mây kéo đến ở phía tây, các ngươi nói ngay mưa đến nơi rồi, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các ngươi nói trời sẽ oi bức, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét. Còn thời đại này, sao các ngươi lại không biết nhận xét? Sao các ngươi không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng với đối phương ra tòa, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong. Kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa lại nộp anh cho thừa phạt lại, và thừa phạt lại tổng anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẹt cuối cùng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Cái gì Chúa cảnh báo chúng ta để rồi chúng ta cứ sống mãi trong cái gì gọi là đạo đức giả? Nếu chúng ta không thật sự nhận thấy cái quyền năng của Chúa và tin rằng Chúa là đứng xét xử duy nhất, và Ngài đến Ngài xét xử trên tình thương, trên tình yêu, chứ cứ không xét xử theo dạng vẻ bên ngoài. Chúa không đến xét xử mày làm được nhiều nhà thờ, mày làm được nhiều công việc, rồi mày làm nhiều cái cho nhiều người tốt, nhưng mà cái đồng xu cuối cùng đó là cái để mà ngày hôm nay chúng ta chuẩn bị cho cái ngày đó. Nếu chúng ta không dựa trên tình thương, tình yêu mà Chúa đã trao ban cho chúng ta, cái khó khi chúng ta thấy rằng Chúa nói chúng ta mà cái gì làm cho chúng ta quên chỉ những cái bề ngoài. Sao ngươi không tự mình xét xem cái gì là phải? Khi anh đi cùng với đối phương ra tòa thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong. Chúng ta vẫn thường đọc trong tối trong thư của thánh Phaolô gửi cho Ê-phê-sô chương 4. Hãy cố gắng làm hòa, đừng giận giận hơn làm chi nữa, trời đã tối rồi. Cái gì đó để làm cho chúng ta suy nghĩ ngay trong đời sống đức tin của chúng ta, chỉ có lời Chúa mới là đưa cho chúng ta đến cái hạnh phúc thật. Và Chúa không nói chúng ta phải giữ, nhưng mà Chúa nói chúng ta phải sống cơ. Giữ thì đứa nào giữ trả được, nhưng mà sống thì mới khó, sống thì mới ra. Cái gì nó làm cho chúng ta quên đi cái điều mà Chúa dạy chúng ta? Trong gia đình thường mà xảy ra những cái xích mích mà chúng ta thấy không ai giống ai cả, nhưng mà đến một cái chung là phải là tình thương,
quyết cái công việc mà mình tốt được. Cho mình giải quyết cái phía bề ngoài chẳng thua gì cả. Cái khó mà Chúa muốn nhấn chúng ta đi một bước nữa nhưng mà chúng ta không chịu đi. Giống như cái dữ và cái sống. Dữ đau quá. Nhưng mà ngày hôm nay khác rồi, ông ấy nói sẽ sống. Cái đó mới là cái điều mà mỗi người chúng ta thấy được trong cái điều Chúa cảnh báo chúng ta. Cái thời kỳ thời bỏ mình qua tin tức này nọ đủ thứ cái, thằng Iran, Iraq, rồi thằng Nga, thằng Ú, đủ thứ cái để rồi nó diễn biến. Cái diễn biến đó để mình mới thấy được cái quyền năng của Chúa được. Ngày hôm nay tin tức trên mạng báo nói về cái chuyện mà cái thằng Cho Thái với thằng Iran, Iraq. Nói nhiều tự nhiên này họ nhắc đến cái chuyện Cho Thái là dân riêng của Chúa, dân của Chúa chẳng được chọn ngay từ thủ ban đầu. Nếu mà nó sống nó còn chèn nhít nhau thì nó chưa phải là con cái của Chúa. Con cái của Chúa không phải là như thế, không phải là chế tạo cái điều này Chúa tạo lên cái khác để đi giết nhau. Cái khó là cái chỗ đó. Rồi bắt đầu nó mới đưa ra những tin này chuẩn bị tận thế trong năm 2004, tận thế trong năm 2004, tất cả những cái nó xảy ra, những cái điều này nó điều xảy ra là tất nhiên không ngoài ý Chúa. Cái điều mà Chúa cảnh báo mỗi người chúng ta thì chúng ta cố gắng thấy lại, tìm lại, moi lại những cái lòng tin của chúng ta để chúng ta sống. Đó là cái điều Chúa muốn mỗi người chúng ta cảnh báo chúng ta sống tốt hơn. Đừng vì vậy mà bề ngoài để nói Chúa vẫn cảnh báo chúng ta để nó giả. Thế những cái điều này, điều kia đúng đó. Nhưng mà chưa. Tụi bay còn vui. Hiện tại trước mắt được. Trước mắt xảy ra những cái mà tao nói cho tụi bay không nghe. Mà cứ thấy cái điều này, điều kia. Tụi bay theo kinh nghiệm tụi bay thấy như vậy là đúng. Nhưng mà chưa đủ. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện với nhau để thấy được sự tình thương mà Chúa đã trao ban cho chúng ta.